Dạ, xin mến chào toàn thể bà con cùng quý vị và các bạn ha. Thì hôm nay lúa của mình đã thu hoạch các bạn ơi. Là 110 ngày. Là chùm cuối. Hy vọng là chùm cuối không bạn là không làm bạn thất vọng. Mở vạc rồi đây. Thì xong hết trơn mình cập nhật năng suất rồi mình căng xuống ghe rồi mình tổng lại cái năng suất các bạn ơi. Một trăm mười ngày lúa khô khô chớp bông luôn các bạn, khô 1/3 bông, thành ra là lố 5 ngày, đúng lấy 105 ngày là vừa, thành ra nó khô hết 1/3 bông rồi các bạn ơi. Bởi vì bán lúa tươi thương lái kỳ kèo, bởi vì đủ đường hết. Sau dịch hại vật tư thì căng thẳng rồi, lúc bán thì thương lái kéo dài ngày nữa, thiệt đủ điều hết. Cặp DC93, DC70, DC93 chạy tốc độ hơn. Rồi lúa đã về tới bến sông các bạn ơi. Cái chuyên chở ra tới đây thì con đoạn đường khá xa, bởi vì thành ra là thu hoạch tới tối mới xong các bạn ơi. Thương lái đến căng rồi các bạn. Thì chỗ này là cái bến trên, thương lái căng trước. Rồi chỗ mình thì đang thu hoạch, đang kéo lúa ra. Thì họ đến họ căng sau. Thì năng suất thì mình cập nhật trước luôn các bạn là 960 kg trên công 1.300, giá 6.500. Thì có sự bắt cặp như vậy, khi mà thương lái họ lại họ căng thì họ nói là mà thôi lúa anh mới thu hoạch thì cắt tấn trừ bì 5 kg, nhưng mà mình hỏi ngược lại là nếu như anh neo lúa tôi là trên cây mấy ngày đó rồi sao, thì thương lái không trả lời, họ kia căng luôn các bạn. Rồi video đến đây cũng khá dài, xin chào và hẹn quý vị và các bạn ở những video kế tiếp. Xin trân trọng kính chào ạ.